Nur, bei mir auf der Arbeit kostet eine Brezel 40, 50 Cent. Ja. Xin chào cả nhà, hôm nay mình làm bữa ăn trưa với món mì trộn với lại rau củ và thịt bò. Đậu này mình cắt khúc ra. Cà rốt mình sắc miếng. Cải thảo. Đậu và cà rốt lâu chín nên mình luộc trước. Xong rồi mình sẽ luộc cải thảo. Rau này thì mình không có luộc chín quá. Mình là thích ăn nó vẫn còn giòn giòn. Xong rồi thì mình luộc mì gói. Hôm nay nhà mình còn có 3 gói mì thôi nên là mình luộc 3 gói. Cái này thì mình cũng chỉ cho nó chín vừa thôi chứ không có chín quá. Chín quá thì nó sẽ nát mì. Mình đổ mì ra rổ rồi sẽ xối nước lạnh. Thịt bò này hôm bữa mình mua 12 euro một ký này cả nhà, tức là 300 ngàn đồng một ký. Thịt vừa có nạc vừa có đường gân ở giữa, thịt này khá mềm. Thịt bò mình thấy mỏng. Thái xong mình dùng cái sống dao mình đập cho nó mềm. Giờ thì mình ướp thịt. Cho nước tương, dầu hào, tỏi khô, chút bột nêm. Tỏi, một chút hành tây. Tỏi và hành tây mình sẽ băm nhuyễn ra để phi. Thịt bò xào gần chín rồi, mình cho rau củ vào xào. Cho bột nêm rau củ. Rau củ này thì mình đã luộc gần chín rồi nên là mình chỉ xào sơ thôi cho nó thấm gia vị. Giờ mình cho mì vào chảo để trộn lên. Mình cho nước tương Maggi, tiêu xay.
Mình đã làm xong món mì trộn, bây giờ thì đổ ra đĩa để ăn thôi. Xin mời cả nhà. Kann ich noch zuerst? Ich habe weniger Zeit wie du. Achso, ist dir egal, oder? Ja. Kevin kann mehr nach Fleisch gucken, da unten. Was für eine coole Taktik ist das? Hä? Kevin hat voll die komische Taktik. Wir machen das. Guck, viele. Das ist so einfach so. So. Hier, Kevin, nimm mal einen Löffel und mehr Fleisch, wenn du willst. Okay, ja, brauchen wir noch Sojasauce, oder? Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với ba mẹ con mình ha. Xin mời cả nhà. Mình làm mà nhanh gọn lẹ một món thôi. Châu thì vừa đi học về, Kevin thì chuẩn bị đi làm. Kevin, probier mal Gemüse, das schmeckt richtig lecker. Das ist gebraten. Hab schon gegessen. Xào nhân gọn lẹ như vậy mà ngon. Ngon không Kevin? Dạ ngon. Ngon không chú? Ngon. Kevin ist Profi bei Stäbchen jetzt. Chú auch, ja? Jetzt, ich war schon immer Profi. Bohnen ist viel, viel Protein, gell? Ja. Mình ăn thích có ớt. Có ớt vào mới ngon. Erst wollte ich die weißen Nudeln. Und dann habe ich gedacht, weiße Nudeln habt ihr noch nie gegessen. Ach so. Diese Glasnudeln, weißt du? Ja, die sind jetzt schon besser, finde ich. Die hier? Ja. Ja. Karotte macht helle Augen. Macht besser sehen. Ja, das schmeckt gemacht, aber schmeckt gut, gell? Ja. Ich habe außer Hunger. Ich habe heute nur eine Avocado gefrühstückt. Kevin hat gar nicht gefrühstückt, gell? Nee. Ich auch nicht. Ist nicht gut. Ich habe kein Geld gehabt. Có
Das ist 1 Euro ein Brötchen, oder? Na, ja, schon lange nicht mehr. Wie viel kostet es? 1,50. 1,50? Mhm. Wie viel kostet so Schnitzelbecken? 2,70. Wow. Teuer, ne? Und Nutella-Becken? 1 Euro, oder? Wow. Okay, das ist krass. Ja. Alles teuer geworden. Weißt du, wie viel Nutella-Becken zu meiner Zeit, also wo ich noch in der Schule war, gekostet hat? Wie viel? 60 Cent. Alter. Da warst du, glaube ich, schon da. Echt? Ja. Jetzt bist du einfach schon 8. Klasse. Aber Brötchen finde total teuer. Ja. Früher war auch 55 Cent oder so, oder 1 Euro. Nur? Mhm. Bei mir auf der Arbeit kostet eine Brezel 40, 50 Cent. Ja. Man kann sich nur so Butter kaufen. Ja? Ja. Also Butter von Automat? Ja. Kann ich lange nicht? Ah. Bin, denke ich, fertig. Na. Na, weh. Ich kann noch rollen. Na, weh. Nicht, dass nachher du Hunger hast. Nee, ich denke, das wird schon. Châu vừa kể chuyện là trong trường Châu thì mua món gì ăn bây giờ cũng tăng giá nhiều. Tại vì ở trong trường có canteen, canteen thì bán đồ ăn cho học sinh như là các loại bánh mì, bán đồ ăn sáng, bán đồ ăn trưa. Nếu như mà các em nào thích ăn ở trong canteen mà ăn trưa thì có thể là đặt trước. Ba mẹ con mình đã ăn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại video lần sau. Tạm biệt cả nhà.